Xin chào các bạn nhỏ, hôm nay chị sẽ kể cho các bạn nhỏ nghe một câu chuyện nằm trong quyển sách Những tuyệt phẩm dành cho thiếu nhi của tác giả Leonardo da Vinci, và câu chuyện mang tên Lòng đố kỵ của cây đào. Có một cây đào nọ mọc bên cạnh một cây ốc chó. Nó luôn nhìn sang cây đào trĩu quả của người hàng xóm với con mắt ganh tị. Sao nó lại sai quả như thế, trong khi mình thì ít thế này? Cây đào nghĩ thầm, thật không công bằng. Mình cũng muốn thử như thế xem sao. Đừng dại mà thử, một cây mận mọc gần đó dường như đọc được ý nghĩ của cây đào, bèn lên tiếng khuyên can. Cậu không thấy cành ốc chó mập mạp thế nào à? Cậu không thấy thân nó to khỏe ra sao ư? Mỗi người chỉ có thể cho đi tùy theo sức của mình. Hãy lo mà kết những trái đào ngon ngọt đi. Chất lượng mới là điều quan trọng, chứ đâu phải số lượng. Nhưng cây đào kia đã mờ mắt vì lòng đố kỵ, nên chẳng thèm nghe lời cây mận nữa. Nó giục bộ rễ của mình hút thêm nhiều dưỡng chất từ mặt đất, bắt các thới gỗ phải truyền nhiều nhựa sống hơn, ép các cành cây phải trổ nhiều hoa hơn, đòi các bông hoa phải đậu nhiều quả hơn. Khi tới mùa, cây đào đã trĩu triệt những quả từ gốc cây lên đến ngọn. Nhưng càng lớn, những quả đào càng nặng, nặng đến nỗi các cành cây không sao mang nổi nữa. Rồi cả cái thân cây cũng không thể mang nổi những cành cây trĩu quả. Cây đào rên xiết, thân nó cong dần xuống. Rồi bỗng một tiếng rắc, rất to vang lên. Thân cây gãy làm đôi, và tất cả các quả đào đều rơi rụng, thối rữa bên cạnh gốc cây. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em.